Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang sử dụng Unity. Chúng ta sử dụng Unity. Tạo một dự án mới. Dự án này của chúng ta sử dụng là để tạo game 2D. Chọn vào phần 2D. Đặt tên cho dự án game xếp vạch chẳng hạn, chọn đường dẫn như nó nhé. Sau đó chúng ta nhấn create và chờ đợi một chút xíu để cho nó thiết lập các file cho cái project của chúng ta. Rồi, sau khi màn hình của chúng ta xuất hiện lên cái khung làm việc thì chúng ta bắt đầu tạo cái dự án của chúng ta. Tôi sẽ đổi tên cái thư mục. Đây là cái thư mục scene. Nó chứa trong cái này, nó chứa các cái scene, nghĩa là các cái phân cảnh ở trong game. Vì là game của chúng ta nó chỉ có một cái phân cảnh chính, đó là cái phân cảnh mà người chơi thôi, chứ nó không có nhiều cái phân cảnh như là các cái game dịch chuyển camera. Ta đổi tên cái scene này thành phân cảnh chính. Đổi tên là phân cảnh chính. Thì sau này có thể chúng ta sẽ có thêm một cái, sau này chúng ta sẽ có thêm một vài cái như là cái tăng giảm cái cấp độ này để chơi này. Đấy, và các phần high score, cái phần là những số điểm cao thấp này. Đấy là cái phần menu, hoặc là chúng ta có phần phân cảnh là cái game over. Đấy, khi mà trò chơi bị kết thúc, hoặc là cái phân cảnh nhấn vào nút pause, nút tạm dừng game. Đấy, tùy thuộc vào các bạn. Nên là ta cứ để đây là phân cảnh chính, là phân cảnh để chơi trò chơi đó. Thay đổi cái độ phân giải đi. Phân giải của mình thực để nó là độ phân giải 1600 nhân chính nhau. Đây là tôi đã thiết lập trước rồi nhé. Nếu các bạn mà chưa thiết lập thì các bạn có thể chọn cái phân cảnh là 16 2.9 này cũng được này, nó cũng là một thôi. Đấy, đây là cái màn hình hiện nó xuất ra trò chơi. Khi chúng ta chơi trò chơi thì nó sẽ nằm trên màn hình này. Còn khi chúng ta thiết kế, chúng ta để ở cái màn hình này. Bây giờ chúng ta cần phải tạo các hình ảnh sẽ phải đưa trong game này. Tôi sẽ đặt đây là phân cảnh, tôi không để tên scene nữa. Đặt là phân cảnh thế cho dễ, mình dễ hình dung, dễ tìm kiếm. Trong cái asset này ta sẽ tạo thêm một vài cái folder nữa. Folder thứ hai là folder thư viện. Trong cái thư viện này thì nó sẽ có phông chữ này, hình ảnh này, rồi là âm thanh của trò chơi, đúng không nhỉ? Nếu mà thư viện này
đã chọn tạo thêm một cái folder nữa, đặt tên là hình ảnh. Và chúng ta sẽ add hình ảnh vào đây. Ta sẽ ép hình ảnh ở đây bằng cái động tác là chúng ta có thể là kéo thả luôn, kéo thả luôn hai cái hình chúng ta vừa làm ở trong Photoshop ấy. Kéo thả luôn nó vào trong thử một cái. Đó thì các bạn thấy rằng là ở cái hình nền này, ở trong cái phần hình nền này nó chỉ có một hình ảnh thôi, nó chỉ có một hình ảnh thôi, cho nên là chúng ta sẽ để ở đây nó là single, nó đơn lẻ một hình ảnh. Và cái này thì nó là có nhiều hình ảnh, đúng không? Có nhiều hình ảnh, có 8 hình ảnh tất cả. Vậy thì ta sẽ chuyển thằng này nó là multi. Đấy. Đến đây thì nó chỉ ra một hình thôi, đúng không? Bây giờ để ta cắt được cái hình có nhiều hình ảnh này ra thành hình có thành hình các cái hình đơn lẻ, ta chọn vào đây register outline ấy thì nó sẽ ra cái khung này, khung spline register này. Ta chọn vào scene để nguyên automatic. Đó. Khi nhấn vào các hình ảnh này các bạn thấy này, nó đã cắt cho chúng ta rồi này. Đấy, cắt rời các hình ảnh ra rồi. Ta có thể là đặt tên lại cho nó. Đây là khối hình L chẳng hạn. Khối hình này mình sẽ muốn nó là khối hình J. Này, ta chọn nó thành khối hình N. G. Này, S. Này, này. O. Này, này. G. Này, I. Rồi. Bỏ bớt chữ đi cho nhìn nó dễ. Khối, khối, khối. Khối chi khối S khối O khối chi ai. Đây là khối nền và khối viền này, biên khối biên. Rồi sau khi ta đặt tên nó rồi ta nhấn vào apply. Đó. Đọc vào thì lúc này là nó đã chia cho chúng ta thành các khối riêng rồi và nó đặt tên như chúng ta vừa đã đặt. Bây giờ thì chúng ta sẽ kéo vào trong cái scene này, cái khung. Ta để cho cái này nó cao lên tí, chọn hai quả tim. Apply. Này cũng vậy, cho nó lên cao thì cho màu sắc cho nó đẹp đẽ thì. Apply. Rồi. Cái nền này ta kéo về sau, bây giờ ta sẽ làm cái biên biên giới trước đã. Chọn khối biên, kéo lên. Để tọa độ nó là 0. 0. Rồi, 0, 0. Rồi, trước tiên là chúng ta sẽ tạo một
cái game Object mới, đặt tên cho nó là biên giới. Đó. Kéo cái khối biên này vào trong cái biên giới này. Rồi, bây giờ ta sẽ tạo cái chiều ngang này là 10, là 10, chiều dọc là 20, chiều dọc là 20, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Rồi, đúng rồi, đúng là 20 rồi. Thì ta sẽ phải tạo ở đây là 10 cộng 12, 7, 12 thì ta sẽ làm một cái đường viền nó chạy ở bên ngoài này. Đấy. Ở bên ngoài này. Thế đây là 10 thì bên dưới bên này nó phải có thêm 2 nữa. Đấy, hai cái hai bên này. Thì trên nó sẽ là mình phải làm 12 cái ô vuông ở đây. Và 20 cái ô vuông ở cái cột này. Đấy, bắt đầu nhé. Copy này đi. Copy 1, 2, 3, 4, 5 11 thôi. Để tính cả cái không này nữa thì ta có 10, 12 cái đúng không? Thay đổi trục x nữa. Rồi. Xong, hoàn thành. Bây giờ ta sẽ làm thêm 20 cái cột trên này nữa. Copy thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Từ 12 tăng lên 1.
Giờ ta sẽ vơi đi hết toàn bộ bọn này và ta sẽ copy đó, chuyển chỗ cho nó sang đây là 10. Đó. Hoàn thành cái biên giới cho nó. Bên dưới này ở trong cái thư mục Access ta sẽ tạo thêm một thư mục mới gọi là mẫu mẫu vật. Cái mẫu vật này nó sẽ chứa các cái đối tượng game, nghĩa là các cái game object ấy. Khi ta kéo vào đây thì các cái vật thể ở trong cái thư mục mẫu vật này nó sẽ được sử dụng, tái sử dụng nhiều lần. Đấy. Mà khi ta chỉnh sửa bất kỳ một cái mẫu vật nào ở trong này thì khi kéo vào game này thì ta kéo bao nhiêu đối tượng thì nó đều nhận các cái thuộc tính, đều nhận các thuộc tính ở trong cái mẫu vật này. Bây giờ ta sẽ kéo cái thằng biên giới này vào trong mẫu vật này. Rồi thì bây giờ ta có thể xóa cái này đi được đấy. Và ta có thể kéo vào đây, kéo thêm, kéo bao nhiêu đấy tùy bạn đấy. Mà nếu mà thuộc tính ở đây nó thay đổi thuộc tính ở trong cái phần này thì khi vào đây nó trong này nó cũng sẽ thay đổi theo. Giả sử như là tôi quay thằng này đi 90 độ chẳng hạn, enter thì sao này không được. Đây ở trong cái bên dưới này ta quay cái đối tượng, toàn bộ cái đối tượng này đi một góc 90 độ đó, nhấn enter thì đi sang bên phần game này thì ta khi ta kéo vào nó cũng sẽ quay một góc 90 độ như này đó, thấy chưa nhỉ. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bỏ đi, chúng ta sẽ cùng nhau tạo tiếp các cái khối cho nó. Hình như là tôi vừa xóa cả cam đi đúng không, xóa cả cam đi. Xóa này thôi, cái cam này không được phép xóa, có thể gì nên cam chính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập tiếp các cái hình khối, nhấn hình ảnh tạo các hình khối hội ai chưa nè ai không không ta sẽ đặt tên, đặt cho nó một cái game object, đây là khối ai, khối ai nhất này vào đây. Mỗi một khối nó gồm có 4 viên gạch. Mỗi một khối gồm 4 viên gạch. Ta sẽ di chuyển cái khối này, từng khối để tạo thành chữ I cho nó. Nó này phải là 0. 0. 0. Rồi. Khối này là không 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 khối này rồi khối này bằng không à bằng một không không khối này bằng hai không không à không được
Bữa nay nên là âm âm 1. Rồi, ta đã xong khối ai quay 90 độ, quay 90 độ, quay lên, quay xuống, quay lên, quay xuống. Rồi, ta kéo cái khối ai này vào trong vật mẫu. Rồi, kiểm tra thử cái xem là cái quay 90 độ thì sẽ sang. Rồi, kéo vào. Rồi, đã dựng lên này. Không. Rồi. Các bạn phải chú ý là cái trục này nó nằm có đúng chính xác ở cái ô mà mình cần đúng nha. Xem nó nằm chính xác ở cái ô mình cần không. Giả sử khi xoay một góc 90 độ thì cái ô này nó sẽ phải là tâm nha. Chứ nếu mà cái ô này mà là tâm thì quay lên 90 độ thì cái này nó sẽ quay xuống dưới, nó sẽ dài ra. Đấy, cái thằng này quay lên nó chỉ là một thôi, bên dưới này là hai cái nữa nên nó dài ra thì nó sẽ không được hay lắm. Nên thế nó đôi khi là mình sẽ làm cho cái trò chơi của mình nó bị gián đoạn một tí vì là nó sẽ cách ra hẳn một ô, à cảnh hẳn hai ô và chúng ta chỉ cần nó chỉ cách một ô này thôi. Đấy, giả sử như đây là 90. Đấy, thì nó sẽ xuống đây là một ô thôi, chứ nếu như mà nó lại thành như thế này thì nó hơi dài. Đấy, nó bên dưới này nó sẽ hơi dài. Đấy, chúng ta cần chú ý một tí đó. 90 đấy, các bạn thấy không? Như thế này là không nên, là chúng ta phải để cho nó được như thế này. Đấy, cái chiều dài đó nó phải nằm bên trên nhé. Rồi, tôi đã thử thôi, đấy là thử thôi. Thế còn các cái khác thì chắc chúng ta sẽ không đến nỗi như thế đâu. Bây giờ ta sẽ làm tiếp khối tiếp theo. Tạo một ốc trực mới này. À, khối dây. Okay. Kéo thằng này vào. Vào trong các khối dây này. Đó. Copy 1 2 3. Rồi, khối dây này ở 0 0 0 0, để cho nó là 0 thì chúng ta dễ quản lý. 0 0 0. Khối này chữ dây nó sẽ là cái này, là cái này là 1 2. À, đấy. Rồi. Âm 1. Không không. Thằng này 1 1. Không. À, không. Thằng này phải là 0 0. Thằng này là 1 âm 1 0. Đấy, chúng ta đã xếp được hình khối chữ dây. Kéo nó vào trong mẫu vật. Rồi, khỏi. Tiếp theo là mẫu chữ L. Mẫu chữ L, khối L. Kéo khối L vào đây, thăng lên cho nó. Copy, xin lỗi, copy 1 2 3 này để vào 0 0 0 0 0.
một không không, cái này là âm một, âm một không, cái này là một không không. Đó, ta được chữ L. Xong, kéo nó xuống bộ vận. Đó, ta được ba hình khối rồi. Và D. Tiếp tục quay trở đây, ta sẽ làm khối Âu. Hít khối Âu, kéo khối Âu vào. Nào, là cho nó là không 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 không. Copy có một, có một hai ba khối Âu. Một hai, một hai. Rồi, đây sẽ là một không không. Hôm nay một âm một. Rồi, hôm nay âm một. Đó, đây là khối Âu. Kéo nó vào trong vật mẫu. Tiếp theo là đến khối S. Tạo một game object. Khối, xin lỗi, S. Kéo khối S vào trong khối S. Chuyển đổi không 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 không. Một hai ba khối S. Một rồi, âm một. Và âm một, âm một, âm một, âm một. Rồi, xong khối S. Kéo mày vào vật mẫu. Tiếp tục xóa mày đi. Khối G. Kéo khối G vào đây. Không 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 không. Copy 1 2 3 G âm 1 1 và âm 1, âm 1. Âm 1 và 1. Rồi, tập khối G. Cầm tầm này, kéo nó vào đây. Xong, xóa khối G. Tiếp tục là khối cuối cùng, khối Z. Đọc theo tiếng Việt là khối Z. Grid. Khối J. Rồi, kéo khối này vào đây. 1 2 3. Rồi, đây nó là không
Không không không. Không không không. Z là âm 1. Cái này là 0 âm 1. Cái này là âm 1. À xin lỗi, 1 âm 1. Không. Rồi. Xong khối Z. Chọn mẫu vật. Rồi. Quay thử cái xem nó vẫn nó quay không đã. Quay chuẩn không đã. Rồi. Xóa đi đi ở đây. Vậy là chúng ta đã được 7 khối hình và một biên giới. Bây giờ thì chúng ta cần phải đưa cái hình nền vào, đưa hình nền vào, ta kéo cái biên giới vào. Biên giới ta đang để rồi. Biên giới đang để nó là 90. Bỏ cái gì chúng ta kéo cái biên giới này vào đây. Rồi, kéo vào đây đã. Tính sau. Không. Không. Rồi. Cam của chúng ta. Cam của chúng ta đây. Rồi, cam để tí nữa di chuyển xong. Kéo cái nền vào đã. Kéo cái nền này vào, giờ phải phóng to nó lên mới nhìn được. Toàn. Kéo này xuống đây. Kéo này xuống.
PT nữa. Chiều y xuống 0. Chắc là được rồi. Để sau chúng ta sẽ chỉnh tiếp nhé. Mà sao 20 mà chưa vừa này. Rồi bây giờ ta zoom cái thằng cam này lên, cam di chuyển thằng cam này ra. cam to lên một tí ông. Sau giờ ta sẽ làm cho khi mà chúng ta chạy game ấy, ta sẽ thấy rằng là cái viền của chúng ta đây nó làm nó rất là xấu, đúng không? Đã che đi làm rất là xấu. Bây giờ ta sẽ ẩn cái viền đi, chọn một cái biên giới này. Alo, biên giới. Bây giờ ta phải vào biên giới. Rồi, chọn hết cái màu ở biên giới này.
ta chọn vào cái color này, ta kéo với cho cái này nó về không đó, thì cái biên giới chúng ta nó sẽ bị mất đi đó. Bây giờ là chúng ta còn cái nền game này, đúng không? Chỉnh cái thằng này là vẫn còn bị thừa nó một tí tí gì mà thờ không nên là quá chi tiết. Nào tiếp theo thì chúng ta sẽ viết viết câu lệnh cho nó. Ta sẽ kéo cái mẫu vật, kéo một cái mẫu vật vào này, kéo một cái vào đây là 5, cái này là 20 rồi, 20 thì nó lên đúng đúng đây tương đối đẹp, nhưng mà cái thằng này